chức vô địch FA Cup chính là trái ngọt đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của Mikel Arteta tại Arsenal. Thế nhưng để đưa pháo thủ trở lại với vị trí của một ông lớn thì chiến lược gia trẻ tuổi người Tây Ban Nha còn rất nhiều việc phải giải quyết, đặc biệt là bổ sung nhân sự các tuyến. Rất có thể ngôi sao chạy cánh Willian là một trong những cái tên được đưa về Emirates trong mùa hè này. Kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè chính thức mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 7, Chelsea là đội bóng tích cực nhất trong việc bổ sung lực lượng nhằm hướng đến thành công ở mùa giải mới. Sau khi chiêu mộ thành công Hakim Ziyech từ Ajax, The Blues tiếp tục gây bất ngờ với thương vụ Timo Werner từ RB Leipzig. Nhưng khoản đầu tư lên đến 90 triệu bảng đó chưa phải là kết thúc. Rất có thể sau mai người Đức Kai Havertz sẽ là bom tấn tiếp theo cập bến Stamford Bridge. Nhưng có người đến ắt hẳn phải có người ra đi. Ở chiều ngược lại, hai công thần một thời Pedro Rodriguez và Willian gần như chắc chắn sẽ chia tay Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do. Với trường hợp của Pedro, huấn luyện viên Frank Lampard đã chính thức lên tiếng xác nhận ở buổi họp báo sau trận đấu với Wolverhampton tại vòng đấu hạ màn Premier League 2019-2020. Còn với Willian, mọi chuyện lại phức tạp hơn. Bà lãnh đạo Chelsea vẫn muốn Willian ở lại, trong khi tiền vệ người Brazil cũng sẵn sàng cống hiến tiếp cho nửa xanh thành London nếu những yêu cầu về hợp đồng mới của anh được đáp ứng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cả hai bên đều không tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán. Chelsea chỉ muốn ký tối đa 2 năm, còn Willian muốn 3 năm, điều trước nay chưa bao giờ có tiền lệ. Trong quá khứ, ngay cả những huyền thoại như John Terry hay Frank Lampard khi bước qua tuổi 30 đều chỉ được đề nghị ký hợp đồng ngắn hạn. Đó là luật bất thành văn mà ông chủ Roman Abramovich đặt ra. Đàm phán đổ vỡ và Willian đang đếm từng ngày để rời Stamford Bridge. Minh chứng rõ ràng nhất chính là việc ngôi sao chạy cánh 31 tuổi biến mất hoàn toàn trong trận chung kết FA Cup vừa qua. Không có tên trong danh sách xuất phát, cũng chẳng góp mặt trên băng ghế dự bị. Dù ai cũng biết tính chất quan trọng của trận đấu này. Chỉ cách đó một tuần, khi được báo chí phỏng vấn, huấn luyện viên Frank Lampard đã khẳng định cả Willian lẫn N'Golo Kanté đều đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho cuộc đại chiến với Arsenal. Một lý do khác khiến Willian cân nhắc đến việc ra đi đến từ những tác động ở bên ngoài. Không ít các câu lạc bộ lớn ở châu Âu đang hướng sự quan tâm đến thương vụ này. Từ Arsenal, Tottenham cho đến Barcelona đều được cho là rất hứng thú với việc có được chữ ký của Willian theo dạng miễn phí, người mà cách đó chưa đầy 2 năm còn được định giá lên đến 50 triệu bảng Anh. Giữa bối cảnh dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách tài chính của nhiều câu lạc bộ, việc tham gia thị trường chuyển nhượng càng phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Thế nên rất nhiều đội bóng chọn việc tìm kiếm những bản hợp đồng chất lượng với khoản đầu tư hợp lý. Nhưng khi Tottenham và Barcelona chưa có hành động cụ thể, thì theo The Guardian, tờ báo nổi tiếng bậc nhất nước Anh đưa tin, Arsenal đã có động thái chính thức tiếp cận người đại diện của Willian là Kia Zorabkian. Rõ ràng pháo thủ có quá nhiều lợi thế trong thương vụ này. Thứ nhất, Arsenal đã xây dựng được mối quan hệ tốt với Kia Zorabkian, nhất là sau thương vụ mua David Luiz cũng từ chính Chelsea ở mùa giải trước. Không chỉ Zorabkian, ngay cả David Luiz cũng là bạn thân của Willian. Cả hai đang đồng sở hữu một nhà hàng ở trung tâm thành phố London mang tên là Babo. Ngoài ra, giám đốc kỹ thuật của Arsenal Edu Gaspar cũng được cho là sẽ có tác động nhất định là khi cả ông và Willian từng có quãng thời gian làm việc chung tại đội tuyển quốc gia Brazil. Thứ hai, Willian chưa bao giờ giấu giếm ý định được tiếp tục gắn bó với London, nơi vợ và con gái anh đều đang hạnh phúc với cuộc sống tại đây. Anh rõ ràng không hề muốn gia đình của mình bị xáo trộn. Thứ ba, Arsenal được cho là sẵn sàng trao cho Willian bản hợp đồng 3 năm như anh mong muốn, cùng một mức lương đãi ngộ tương xứng với những gì anh đang được hưởng tại Chelsea. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng rất hào hứng trước viễn cảnh được làm việc chung với Willian tại Emirates. Vậy nếu điều này xảy ra, liệu đó có phải là một sự lựa chọn đúng đắn với Arsenal? Vào thời điểm hiện tại, đội hình Arsenal không thiếu những cái tên chạy cánh chất lượng. Cách đây một năm, pháo thủ đã chi ra 72 triệu bảng để chiêu mộ bom tấn Nicolas Pepe. Dù chưa thi đấu bùng nổ như quãng thời gian còn khoác áo lìn, nhưng thành tích 8 bàn thắng cùng 10 pha kiến tạo sau 42 trận mùa này được xem là khá tốt với cầu thủ người bờ biển Nga, nhất là khi đây mới là mùa đầu tiên của Pepe tại xứ sở sương mù. Một trường hợp tương tự là Gabriel Martinelli. Trước khi dính chấn thương nặng hồi tháng 7 vừa qua, Martinelli cũng thi đấu cực kỳ bùng nổ với tổng cộng 10 bàn thắng và 4 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Ngoài ra, Bukayo Saka cũng được xem là một phát hiện thú vị. Tài năng trẻ mới 18 tuổi đã phá kỷ lục tồn tại suốt 13 năm của bậc đàn anh Cesc Fabregas khi trở thành cầu thủ tuổi teen thứ hai trong lịch sử Arsenal chạm mốc 10 pha kiến tạo trong một mùa giải. Chưa kể, chân sút chủ lực Pierre-Emerick Aubameyang cũng thường xuyên có xu hướng giặt cánh bên trái, khu vực yêu thích của tiền đạo người Gabon. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên băng ghế dự bị tại Emirates vào lúc này, huấn luyện viên Mikel Arteta không có được nhiều phương án dự phòng chất lượng. Cả Rhys Nelson lẫn Ainsley Maitland-Niles đều chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Với danh tiếng và những điều đã và đang làm được trong màu áo của Chelsea,
Willian có thừa kinh nghiệm để cạnh tranh suất đá chính với bất cứ cầu thủ nào tại Arsenal. Điểm mạnh của Willian đến từ sự xông xáo, nhiệt huyết trong lối chơi. Không phải vô cớ mà người hâm mộ Chelsea đặt cho anh biệt danh là máy chạy. Sự đa năng cũng là một điểm cộng của cầu thủ này. Ngoài vị trí chạy cánh phải sở trường, Willian còn có thể chơi tốt ở hành lang đối diện, thậm chí là trong vai trò của một số 10 dẫn dắt lối chơi. Kể từ khi bóng đá châu Âu trở lại sau đại dịch Covid-19, chính Willian là một trong những cầu thủ chơi bùng nổ nhất trên hàng công của Chelsea. Bắt đầu từ chiến thắng Man City với tỷ số 2-1 ở vòng 33 Premier League, Willian đã trải qua 5 trận liên tiếp tỏa sáng. Anh ghi tổng cộng 4 bàn và 3 kiến tạo trong chuỗi trận ấn tượng đó để giúp cho đội bóng của mình toàn thắng cả 5 trận. Bởi vậy mới nói, việc Chelsea giành vé dự Champions League mùa tới có sự góp sức rất lớn từ vị công thần này. Nhưng nếu nói như vậy, thì Willian chính là sự lựa chọn thông minh của Arsenal. Bên cạnh những điểm mạnh phân tích phía trên, lối chơi của Willian cũng có những điểm yếu nhất định. Tiền vệ người Brazil thường xuyên gặp vấn đề khi đưa ra quyết định cho khu vực Final Third, tức là khu vực 1/3 sân của đối thủ. Lối chơi thiên nhiều với sức mạnh và cá nhân của Willian nhiều khi gây ra sự ức chế cho các đồng đội và người hâm mộ đội bóng áo xanh. Trong rất nhiều tình huống, chỉ cần quan sát kỹ một chút, Willian có thể sẽ tạo ra một đường kiến tạo hoàn hảo cho đồng đội. Thay vì cố gắng vượt qua sự truy cản phía trước từ 2 đến 3 kéo bóng hậu vệ đối phương để rồi mất bóng lãng xẹt, Willian đã trải qua tổng cộng 7 mùa giải khoác áo Chelsea kể từ năm 2013 đến nay, thi đấu tổng cộng 234 trận nếu chỉ tính riêng ở Premier League. Tuy nhiên, anh chỉ ghi vỏn vẹn 37 bàn thắng, tức là trung bình, Willian phải mất đến 6,3 trận để ghi được một bàn thắng. Một hiệu suất khá tệ với một trận chạy cánh. Một câu hỏi khác được đặt ra rằng, với một cầu thủ thi đấu thiên về thể chất như Willian, khi mà tuổi 32 đang cận kề, liệu anh còn duy trì được phong độ được bao lâu? Mặt khác, mức đãi ngộ mà Willian đang hưởng tại Chelsea lên đến 7,2 triệu bảng một mùa cũng là vấn đề với một đội bóng đang gặp nhiều khó khăn về quỹ lương như Arsenal, nhất là khi nửa đỏ thành London vẫn đang gánh trên lưng khoản lương 18 triệu bảng một mùa của Mesut Ozil. Sự xuất hiện của Willian cũng phần nào sẽ ảnh hưởng đến thời gian thi đấu của những măng non đang trên đà phát triển như Saka, Martinelli hay Reece Nelson, chưa kể đến một Emile Smith Rowe. Cầu thủ đã trải qua một mùa giải khá ấn tượng trong màu áo của Huddersfield theo dạng cho mượn. Quyết định cuối cùng vẫn nằm ở ban lãnh đạo của Arsenal, còn với Mikel Arteta, người mang sứ mệnh đưa Arsenal trở lại thời đỉnh cao, chắc chắn cần một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Willian để tăng cường sức mạnh và chiều sâu đội hình nhằm hướng đến cuộc đua giành vé dự Champions League vào mùa tới.